Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849490188 hoặc 0396164604. Hiện tại là buổi tối của ngày 14 tháng 2 tháng 3 năm 2022 ạ. Thì tối nay bên cơ sở lan rừng em có cập bến vô vàn. Thì cái mặt hàng kg rất là đẹp, hàng đang tầm một ghép tuyệt vời, đang nụ chuẩn bị nụ hoa. Và rất là nhiều những dòng hàng lan thuần nữa đang nụ một cách xuất sắc luôn. Và đều là những cái loại lan đáng sưu tầm để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì cũng phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện, nhắn tin hay số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 10.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những cái mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có nhé. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là em có 3 cái lô vanda. Hôm nay em có 3 lô vanda. Dòng vanda thì hoa phải nói là siêu thơm luôn cô chú anh chị này, vanda rừng. Lô 1, lô 2. Dạ lô 1 đây, lô 2 đây. Mỗi một lô em bán với giá là 40.000 và cái lô bên này là gọi là lô 3. Lô 3 này thì có lẫn với cả một cây mỹ dụng dạ hương lá xếp rất là xinh. Cái lô này, lô số 3 này em bán với giá là 50.000 cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây sẽ là dòng phi điệp vàng, một trong ít những cái dòng lan mà gọi là nở hoa với tầm tháng 8, hoa vàng rực rỡ luôn với những cái bông hoa cái sắc bóng tuyệt vời. Hàng đang mầm xanh tươi như vậy em bán là 110.000 trong 1 kg. Sang bên này đây sẽ là dòng dáng hương dòng hoàng thảo u lồi hay còn gọi là ngũ tinh, một trong những cái 9 cái mặt bông gọi là đẹp và rực rỡ nhất, những bông hoa to nhất trong tất cả các dòng lan và thường là nở hoa vào thời điểm Tết cô chú chị nhé. Hiện tại thì còn lác đác còn sót lại vài bông hoa thôi đó, và mầm thì đang lên rất là xanh tươi như thế này. Em bán với giá là 180.000 trong 1 kg. Thì bình thường cô chú chị biết rằng cái dòng này thì trước cái thời điểm Tết thì giá của nó khoảng tầm 250 đến 280, bây giờ là giá của nó chỉ có 180 cô chú chị sưu tầm nhé. Và sang bên này đây thì em có cái dòng lan bên này sẽ là cái dòng lan sơn thủy tiên nhé của chú anh chị nhé. Dòng sơn thủy tiên với những cần hoa dày bông và hoa một loại lan mà có những cái chùm hoa rực rỡ và rất là dày bông. Hàng hiện tại thì bây giờ đang đi vào mùa nụ và những cái rễ vừa tầm rất là xinh luôn, cái lô cực kỳ là đẹp. Em bán là 180.000 trong 1 kg. Và sang bên này là hoàng lạp. Cô chú anh chị nhìn thấy là rất là giống với cả sơn thủy tiên ạ. Tuy nhiên thì dòng hoàng lạp thì hoa nó sẽ thưa hơn với giả hành của nó cũng bé hơn so với cả dòng sơn thủy tiên. Hàng cũng đang chuẩn bị nụ hết này. Em bán là 130 trong 1 kg thôi nhá. Sang bên này đây sẽ là dòng lan hải vệ nữ. Tất cả những dòng hải vệ nữ này thì bây giờ hiện tại là đang bắt đầu là ngậm nụ. Nói chung là cô chú anh chị sẽ có một mùa hoa hải tuyệt vời nhất. Và dòng hải thì cô chú anh chị biết rồi, mang hình dáng những chiếc hài tím rất là xinh. Dòng hài vệ nữ này này em bán 80.000 trong 1 kg thôi. Cái dòng này thì cô chú anh chị có thể tìm hiểu giá, người ta bán hàng cân, hàng cận thuần ấy ạ, thì người ta cũng đã bán đến 150.000 cho một chậu chỉ có một nụ hoa thôi. Đấy, giá em thấy là giật mình luôn ấy ạ. Cô chú anh chị tội gì phải mua hàng thuần thì mua những cái chậu như thế này, mua hàng cân như thế này về được rất là nhiều luôn, thoải mái ghép này. Sang bên này đây sẽ là hoàng thảo môi tua hay còn có tên là hoàng long vĩ, xanh không thể nào xanh tươi hơn và cũng đang chuẩn bị đi vào cái mùa nụ này cô chú anh chị này. Hoàng long vĩ em bán với giá là 130.000 trong 1 kg nhé. Và sang bên này đây thì em có dáng hương đuôi sóc. Cái mùa này thì cây khá là top mất nước. Em bán với giá là 100.000 trong 1 kg thôi. Dáng hương đuôi sóc của chú anh chị nhé. Hàng bây giờ thì đang nói chung là cây thì nó mất nước, nhưng mà lại là cái tầm thời điểm đẹp để cô chú anh chị ghét ạ. Và bên này sẽ là ngọc thạch ba màu Bắc. Cô chú anh chị biết rằng ngọc thạch ba màu Bắc thì thân nó rất là căng, rất là đẹp. Và hàng khi mà nở hoa thì ra ba màu sắc tuyệt vời luôn. Cây bây giờ thì nó chuẩn bị nhú nụ thôi cô chú anh chị ạ. Nên là đảm bảo cô chú anh chị sẽ có một mùa hoa gọi là trọn vẹn nhất đấy. Em bán với giá chỉ có 150.000 thôi nhá. Hàng đẹp, chuẩn bị mùa hoa mà cực kỳ là rẻ yêu thương như vậy đấy ạ. Bên này sẽ là cái dòng kiếm tiên vũ, kiếm lô hội chứ. Dòng kiếm lô hội nhá, hàng xanh tươi mướt như thế này, cũng đang chuẩn bị đi vào mùa hoa rồi ạ. Tầm ghép tuyệt vời luôn với những chùm hoa rủ dài rất là đẹp. Em bán lô hội với giá 60.000 trong 1 kg. Và bên này sẽ là dòng kim điệp xuân hay còn gọi là kim điệp giấy với những chùm hoa vàng rực rỡ. Cây bây giờ đang nụ này cô chú anh chị này. Đó thì nói chung là nụ bây giờ thì nó lớn như vậy nên là khi mà vận chuyển đóng gói thì nó cũng sẽ có những cái nụ nó bị hỏng nhá. Thì em bán cái dòng này với giá là 140 cho 1 kg. Hoàng thảo tam bảo sắc, dòng này thì sẽ có 3 màu rất là tuyệt vời. Cây thì bây giờ đang xuống lá, chuẩn bị cho hoa hết rồi.
Em bán với giá là 150.000 trong 1 kg, em sẽ bán từ 50.000, tức là đủ cô chú anh chị có thể làm một giò xinh luôn. 50.000 đủ cô chú anh chị có một giò đẹp luôn nhé. Và sang bên này đây thì sẽ là cái dòng hoàng thảo vôi. Hoàng thảo vôi em bán với giá là 180.000 trong 1 kg. Hàng đang lên mầm rất là tuyệt vời như thế này cô chú anh chị này. Đó, nói chung là tầm quá là đẹp để cô chú anh chị ghép những cây vôi hoa thơm nức ạ. Tóc tiên với những cái bông hoa màu trắng họng đỏ rất là đẹp. Với những cái cây như vậy thôi nhưng mà hoa cực kỳ là sai bông nhé. Hàng thì cũng đã chọn lựa cắt tỉa rất là kỹ càng luôn ạ. Với giá 140 trong 1 kg em sẽ bán từ 50.000. Và bên này đây sẽ là cái dòng chồn tím. Dòng chồn tím này thì về cái hoa ấy, thì nó phải nói là rất là tuyệt vời. Với những cái bông hoa rất là dày bông và sắc tím rất là xinh luôn. Đấy, cây thì đang chuẩn bị đi vào cái mùa nụ nhá. Em bán chồn tím là 190 trong 1 kg. Và sang bên này sẽ là dòng ý ngọc, được mệnh danh là những nàng công chúa ngọc ngà đấy ạ. Và dòng ý ngọc thì bây giờ cũng đang đi vào cái mùa là chuẩn bị là nhú nụ thôi cô chú anh chị này. Đang bắt đầu là nhú nụ thôi ấy. Đây cô chú anh chị nhìn ạ. Nên là cô chú anh chị cũng sẽ được ngắm thưởng thức một mùa hoa trọn vẹn của ý ngọc nhé. Đây này cô chú anh chị này, nó chỉ sưng nụ như vậy thôi. Nên là cô chú anh chị sẽ có một mùa hoa tuyệt vời nhất, mầm gốc đang lên này. 180 cho 1 kg ý ngọc nhé. Và bên này sẽ là hạc vị bắc hay còn gọi là phi điệp hồng. Hạc vị bắc, phi điệp hồng bây giờ cũng đang lên nụ này. Và cái dòng này thì hoa của nó là sổ cái sắc hồng rất là tuyệt vời luôn, chứ không phải là như dòng hạc vĩ Lào đâu ạ. Cô chú anh chị chơi lan lâu thì cô chú anh chị sẽ biết rằng là cái hạc vĩ Bắc này, một cái dòng hàng quốc dân với những cái chùm hoa rủ dài màu hồng rất là tuyệt vời. 190 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Và bên này đây sẽ là dòng kiều vàng ạ. Kiều vàng đẹp một cách xuất sắc như vậy, hàng rừng mà xanh tươi mướt mát luôn như thế này. Nó dòng kiều vàng thì em bán với giá là bao nhiêu? 180 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Hàng cũng đang chuẩn bị là sưng nụ đấy ạ. Đang sưng nụ như thế này này. Đó, cô chú anh chị sẽ được ngắm những chùm hoa vàng như những chiếc đèn lồng rất là tuyệt vời luôn. Cây thì không quá dài, không quá ngắn, phải nói lô hàng tuyệt vời. Và bên này đây sẽ là dòng quế lan hương hay còn gọi là quế trắng tháng 8. Quế lan hương, quế trắng tháng 8 nhé cô chú anh chị nhé. Cái dòng này thì cái hàng này thì là cái hàng ở cái mạng ngoài này thôi, nên là khi mà sổ hoa ấy sẽ đảm bảo là hoa trắng rất là đẹp. Một trong ít những cái dòng lan gọi là nở hoa vào đúng tháng 8 ấy ạ. Em bán là 400.000 trong 1 kg dòng quế lan hương, quế trắng tháng 8. Với những cây như vậy khi mà cô chú anh chị ghép thì đến mùa hoa ấy, hoa của nó rủ ra phía đằng sau thì nhìn rất là tuyệt vời luôn, đặc biệt là cực kỳ là thơm. Bên này đây sẽ là dòng lan ý thảo ba màu. Đấy, hàng nụ tuyệt vời như thế này, ý thảo ba màu em bán 170.000 trong 1 kg ạ. Cây nụ khá là lớn rồi nhưng mà người dân người ta khi mà vận chuyển giữ từ rừng về cũng được khá là tốt như thế này cô chú anh chị này. Ít có những cái lô ý thảo ba màu nào mà nó có được nụ đẹp như vậy lắm. Và bên này đây sẽ là cái dòng lan này, hoàng thảo xoắn của chú anh chị nhá, với sắc tím tuyệt vời luôn. Cái lô xoắn này về ạ, cái bông hoa xoắn với sắc tím thực sự rất là đẹp luôn ạ. Ít có cái lô xoắn nào mà nó cái sắc hoa của nó tím đậm như thế này đây nhá cô chú anh chị nhá. Bình thường em thấy là hàng hoa của nó chỉ hơi xanh xanh và phớt tím thôi, nhưng mà cái lô xoắn này về thì gần như cái bông nào nở ấy thì cái sắc hoa của nó cũng tím như vậy. Thì hôm nay thì em có những cái rề khá là lớn, những cái rề khá là lớn thì em bán thôi. Hôm nay em sẽ bình thường em bán 350, thì hàng hôm nay em sẽ để với giá cô chú anh chị là 300.000 thôi nhá cô chú anh chị nhá. 300.000 với những cái thân to mập nụ và hàng rất là đẹp luôn ạ. 300.000 cô chú anh chị nhá. Thì những cô chú anh chị nào mà lấy trước rồi cũng không không phải thắc mắc, bởi vì là những cái rề nhỏ hơn, những cái rề mà em dễ dàng cân hơn thì em đã cân đi cho hết rồi. Bên này đây sẽ là cái dòng mà đùi gà dẹt. Gà dẹt thì cũng đang nụ này. Hàng này thì hoa cũng rất là bền hoa. Đấy, đùi gà dẹt thì bình thường là những cái rề lớn thì em đã chọn lựa đi hết rồi, bây giờ còn có những rề nhỏ thôi. Thì cái hàng gà dẹt bình thường em bán 180, thì hàng hôm nay em sẽ để với giá là 160 cho cô chú anh chị sưu tầm. Đó, gà dẹt đây này, nụ tuyệt vời luôn cô chú anh chị ạ. Hoa thì rất là rực rỡ với đùi gà dẹt, 160 cho 1 kg cô chú anh chị nhá. Và bên này đây là dòng đai châu Thái. Hàng này là hàng bóc trụ của rừng Việt Nam mình nhá. Hàng bóc trụ của rừng Việt Nam nên là khi mà cô chú anh chị về ghép ý, thì nó sẽ rất là dễ dàng mà phù hợp với cái thời tiết cũng như là khí hậu của mình ạ. Chứ không phải là hàng Thái đâu ạ. Và hàng này thì có phần hơi lỗi lá, bình thường em bán 450 thì cô chú anh chị biết rồi. Nhưng mà những cây này nó có phần hơi lỗi lá nên em sẽ để với giá chỉ có 350. 350 cho 1 kg, tất cả những cây này đến mùa tới là đều sẽ cho cô chú anh chị được thưởng thức hoa nhé. Và bên này thì em có cái lô này là cái lô gì đây nhỉ? Kim điệp nhựa hay còn gọi là kim điệp thơm. Sở dĩ có tên như vậy là bởi vì hoa của nó dày bông và cực kỳ là thơm, bền hoa trên 2 tháng ạ. Và một lô như thế này đủ cô chú anh chị làm một giò quá là đẹp rồi đúng không ạ. Em bán 50.000 cho một lô này, thoải mái cô chú anh chị ghép và sưu tầm nhá. Một cái rề long tu xuân cô chú anh chị ạ.
Em bán lan rất là lâu rồi mà chưa, hình như là chưa thấy bao giờ là có một cái rễ long tu xuân nó dài, nó đẹp như thế này. Này mầm gốc đang lên này, thân hoa thì cũng đang chuẩn bị cho hoa cho nụ thôi cô chú anh chị ạ. Dạ, mầm gốc đang lên rất là đẹp luôn. Một cái rễ long tu xuân khá là nhiều thân tơ nhá. Rễ long tu xuân này em xin phép được bán với giá là 200 nghìn cho cô chú anh chị nào yêu thích ạ. Long tu xuân nhá. Bằng nguyên mảng một mảng như thế này luôn mà cái hàng rễ thì bao giờ khi mà nó sổ hoa nó rất là đều hoa luôn đấy ạ. Và bên này đây sẽ là những cái chậu lan thuần này, những cái chậu đùi gà dẹp đẹp, những cái chậu đùi gà dẹp đẹp mê ly như thế này cô chú anh chị này, to và rất là đẹp luôn như thế này ạ. Giá em bán hôm nay với giá là 180 cô chú anh chị nhá, 180 cho một cái chậu đùi gà dẹp như vậy đó, chậu nào cũng như chậu nào đấy, ngắm thân lá không đã mê rồi ạ. Và sang bên này sẽ là những cái giỏ đen đô xuân, có những cái màu sắc đó là màu vàng nhật này cô chú anh chị này, màu vàng nhật khi mà mới nở hoa thì nó hơi xanh xanh, nhưng mà nó nở rỗ ấy thì hoa nó sẽ vàng đậm hơn ạ, vàng nhật nhá, hương thơm dịu tuyệt vời luôn. Và em thấy là cũng có những cái cây nó có màu này, màu tím phớt hồng như thế này này đó. Và mỗi một chậu như thế này thì em chỉ bán có 130 thôi và rất là nhiều thân này cô chú anh chị này, rất là nhiều thân. Đây là hàng trồng thuần của Việt Nam mình nhá, đó hàng trồng thuần của Việt Nam mình, và những chậu bây giờ nó đang bắt đầu là cho nụ cho ki này cô chú anh chị này, 130 cho một chậu rất là nhiều thân như thế này đó. Và mặt hoa thì là mặt hoa sổ số thì cô chú anh chị biết rằng đen đô xuân thì làm gì có chậu màu nào mà không đẹp đúng không ạ, màu nào cũng đều đều đáng sưu tầm, đều đáng sưu tầm cả ạ. Và sau bên này sẽ làm cái dòng mà đen rô lá biên hay còn gọi là lá phát tài, cái dòng hàng gọi là tượng trưng cho cái sự tài lộc và may mắn ạ. Đó, tượng trưng cho tài lộc và may mắn nhé. Và một cái chậu đen rô như thế này em xin phép được bán với giá là 180. Cái dòng này thì không chỉ đột biến lá chớp lá biên lá phát tài mà cái bông hoa của nó là sắc vàng nhá. Này cây nó đang sưng nụ này, sắc vàng và cái mắt đen rất là tuyệt vời luôn. Đó, 180 cho một chậu. Đấy ạ, cô chú anh chị cùng em xem cái mặt bông của dòng đen đô lá biên hay còn gọi là lá phát tài đấy ạ. Và ở đây cô chú anh chị thấy là người ta bán lẻ một chậu là 280 đúng không ạ? Là chưa có phí ship cô chú anh chị nhá, chưa có phí ship. Và ở đây thì em bán mỗi một chậu như thế này chỉ có giá là 180 thôi. Đó, 180 thôi ạ. Giá thì quá là yêu thương và hợp lý để cô chú anh chị sưu tầm nhá, những cái cây đen đô lá biên lá phát tài đấy ạ. Sang bên này sẽ là những cái chậu kiều vuông cánh trắng. Những cái chậu kiều vuông cánh trắng này, những cái chậu như thế này chuẩn bị đến mùa hoa em bán 180 cho một chậu. Cô chú anh chị thấy là hàng cân hiện tại người ta bán đến tầm 250 là rẻ nhất đúng không ạ? 250 rẻ nhất ạ. Thì bây giờ mình mua những cái chậu như thế này về chơi thuần chơi luôn, thưởng thức hoa luôn thì em nghĩ rằng là nó cũng rất là hợp lý luôn. Đó. Và sang bên này sẽ là những cái chậu sơn thủy tiên này, những cái chậu sơn thủy tiên rất là to, rất là đẹp luôn, hàng cũng đã chuẩn bị cho nụ cho hoa, rất là nhiều giả hành như vậy ạ. Và những cái chậu sơn thủy tiên này thì em bán 250 cho một chậu cô chú anh chị nhá. Nói chung là đẹp từ thân lá luôn ạ, đẹp từ thân lá luôn, mà sơn thủy tiên thì khi mà nở hoa thì rất là dày bông nhá. Và bên này đây sẽ là cái đô thiên nga, vẫn là những cái cây thiên nga rất là cây giống rất là tuyệt vời như thế này cô chú anh chị này. Mỗi một cây như vậy thì em chỉ bán có bao nhiêu? Có 40.000 cho một cây thôi. Ở đây có đủ 5 màu sắc để cô chú anh chị lựa chọn nhé, có đủ 5 màu sắc và chuẩn hàng thiên nga nhé. Chỉ có dòng thiên nga thì mới phân màu thôi, chứ còn dòng cát tôm cây thì rất là giống với thiên nga, nhưng mà nó sẽ không có phân màu đâu, mà màu nó chỉ hơi có hơi nâu nâu đốm đốm thôi á. Còn cái dòng này là chuẩn thiên nga này cô chú anh chị này. Cây có 40.000 ạ. Ở đây thì em có cây thiên nga xanh này hay còn gọi là ngọc trai xanh. Như cây này vừa rồi thì có những cây nó đã cho hoa rồi ạ, nên là về cô chú anh chị trồng chăm tốt thì năm nay có thể được thưởng thức hoa nhé. Thiên nga đen hay còn gọi là ngọc trai đen, tượng trưng cho cái vẻ đẹp huyền bí ạ. Và bên này sẽ là dòng thiên nga đông nâu. Bông hoa nâu đỏ nâu rất là đẹp luôn. Đấy, nâu. Và cái bên này sẽ là dòng thiên nga vàng nhá. Dòng thiên nga vàng thì cây nó có phần là cái giả hành mọc cây, hiện tại là nó mọc cây con đang hơi chậm hơn một chút này. Và cái bên này sẽ là dòng thiên nga đỏ này cô chú anh chị này, dòng thiên nga đỏ. Còn bên này là đỏ đốm này, còn bên này là dòng thiên nga đỏ ấy ạ. Đó, thì với số tiền là 200.000, cô chú anh chị mình sở hữu ngay 5 cây thiên nga, 5 màu sắc cho cái bộ sưu tập lan của cái vườn lan của nhà mình. Bên này sẽ là những cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc. Hoàng thảo chuỗi ngọc này, thân thắt đốt như những hạt ngọc luôn ạ. Đây ạ. Và cây thì cũng đang nụ như xinh xinh như vậy, và mầm gốc đang lên này. Đó, rất là yêu thương luôn. Em bán có 160 cô chú anh chị nhá. Và bên này đây sẽ là những cái chậu vũ nữ nhện xanh ạ, 130.000 cho một chậu. Và những chậu này thì dòng vũ nữ này nó cho mình hoa quanh năm ấy, cực kỳ là bền hoa luôn. Và ở đây thì những cây này nó bây giờ nó đang ngậm nụ thôi nhá.
Tiếp sang bên này đây sẽ là những cái loại lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình rồi, để cô chú anh chị có thể lựa chọn cho mình những phần lan ưng ý nhất này, những cây lan đẹp tuyệt vời mà em đã chia ra theo từng hình ở đây nhá. Em xin phép được giới thiệu đến cô chú anh chị ạ. Đặc biệt hôm nay thì em có những cây cáo, cây quế rất là xinh. Em xin phép được giới thiệu từ những hình đầu tiên trở đi đến cô chú anh chị. Trước tiên là một cái rô dáng hương đuôi cáo. Dáng hương đuôi cáo thì cái lô này là còn sót lại từ cái lô hôm qua. Hôm nay thì em cũng về một cái lô mới rất là đẹp luôn. Đó, thì em xin phép được giới thiệu đến cô chú anh chị này, cái hình số 1 này. Hình số 1 ở đây có tổng tất cả là 25 cây cáo giống xinh nhá. Em bán là 130.000 ạ. Và bên này sẽ là những giò cáo thuần cực đẹp luôn như thế này. Đó, giò cáo này là xếp tuyệt vời luôn như thế này cô chú anh chị này. Đó, và đang đi ngọn xanh mơn mởn luôn. Cái chậu này em bán 220. Hình số 2 và hình số 3 cũng là 3 cây cáo đẹp xinh tươi như vậy, em bán cũng 220. Và tiếp theo hình số 4. Hình số 4 này em cũng bán với giá là 220.000. Hình số 5 với giá là 210. 3 cây, hình số 6 cũng 3 cây với giá em bán cũng 220. Và hình số 7 cũng với giá là 200.000 thôi ạ. 200.000 cho chậu này nhá, cho chậu số 7 này là có đến 4 cây luôn đấy ạ. Và tiếp theo là sẽ là hình số 8. Hình này em bán 220.000. 3 cây lá xếp, cây lá thẳng tắp, những cái cây như thế này về cô chú anh chị chăm một dạo có thể được tác phẩm đẹp luôn. Trong 1 2 năm ấy ạ. Và tiếp theo sẽ là hình số 9. Cái hình này cũng là 3 cây xếp này. 3 cây xếp thẳng như vậy, cái hình này em bán 210. Và tiếp theo là hình số 10. Hình số 10 này. Hình số 10 này là có 3 cây nhá. Cái hình này cũng có 3 cây như vậy đấy ạ. Và hình này thì em bán với giá là bao nhiêu? 220.000. Sang bên này đây sẽ là dòng quế lan hương, hàng xếp rụt rịt. Ở bên kia thì em có cái hàng cân bên kia đấy ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Hàng cân này thì em bán là 400.000 cho 1 kg. Đó, 400.000, cây cũng khá là lớn và cô chú anh chị có thể thưởng thức hoa tháng 8 và cũng là cái vùng mà có hoa trắng rất là đẹp nhé. Còn bên này sẽ là những cái cây xếp gọi là xếp đẹp hơn. Thì ở đây cũng là cái vùng Thanh Hóa giáp Nghệ An ấy ạ. Nên là cô chú anh chị nhìn chơi quế thì cô chú anh chị nhìn cũng có thể biết được cái cây giống của nó. 4 cây quế hàng lá xếp về cô chú anh chị ghép được một giò tuyệt vời, xếp rụt đẹp như vậy. Cái hình này em bán với giá là 400.000 nhá. 400.000 cho một cái giò quế đẹp. Là cái hình số 11 ạ. Hình số 12, hình số 12 này thì em có tất cả là 1 này, 2 này, 3, 4, 5 cái ngọn quế, 5 ngọn quế xếp ở đây. Hình này em bán với giá là 280. Và tiếp theo là cái hình số 3. Hình số 3 này thì em có tất cả là cũng là 5 cây quế. Và đặc biệt là cái cây này quá là tuyệt vời luôn cô chú anh chị này. Cây này thì bao nhiêu cặp lá, rất là đẹp luôn, không bỏ lá chân mà lá xếp thẳng tắp rất là đẹp. Đó, một cây rất là điển hình, rất là đẹp như thế này. Và cái hình này thì có tổng em xin phép bán cả hình này ạ. 1, 2, 3, 4, 5 ngọn quế tất cả. Với cô chú anh chị làm được một giò quá đẹp luôn với giá là 400.000 ạ. Tiếp theo sẽ là cái hình số 14. Hình số 14 này. Hình số 14 là một rề 3 cây quế này. Chỗ này là một rề 3 cây quế nhá. Lá láng tít bóng loáng luôn này. Và bên này thêm 2 cây nữa. Và cái hình này em bán với giá là 300.000 ạ. Nói chung là cái vùng quế này thì so với cả Gia Lai Kon Tum thì em thấy là nó có phần là đắt hơn. Và nhìn cái lá quế của nó cũng khác nhau cô chú anh chị nhá. Này, cái hình quế này này. Hình quế này cô chú anh chị thấy là một rề. Thêm một cái cây rời bên kia nữa. Đủ cô chú anh chị là một giò đẹp. Và cô chú anh chị cũng thấy là những cây này là không bỏ lá chân này. Cái hình này em bán với giá là bao nhiêu? 300.000 ạ. Và tiếp theo là hình 16. Hình 16, một cái lô quế như vậy này. Một cái lô quế này bao nhiêu cây? Lô quế này thì em bán 200. Lô quế, cả một lô quế như vậy này. Bao nhiêu cây đây nhỉ? 1, 2, 3, 4, 260 cho cái hình này này. 260.000 cho toàn bộ cái lô quế này nhá. Và tiếp theo là cái hình số 17 này. Hình số 17 cũng lại là một cái hình quế rất là đẹp. Cái hình quế này cũng là rể mẹ con. Rất là đẹp luôn ạ. Đây ạ. Đây nhá, hai ngọn quế xếp rụt rịt rất là đẹp. Bên này cũng là hai cái rể mẹ con này. Đó. Và tổng thể cả cái hình này thì em bán với giá là 420.000 cho cái hình số 7 hình số bao nhiêu? Hình số 17 này. Hình tiếp theo hình 18. Hình 18 có 6 ngọn quế ở đây ạ. Em bán với giá là 200.000, 6 ngọn quế này. Và hình số 19. Hình 19 đây, mình 19 này là em có một rề này. Thêm một cây rời nữa. Đây ạ. Cô chú anh chị thấy là lá rất là láng bóng luôn như thế này.
và thêm một cây dời, hai cây dời bên này nữa nhá, cũng đủ cô chú anh chị làm một cái giò siêu tầm cho cái dòng quế hoa trắng đẹp ạ. À, đây cái giò phần quế này em bán 200.000 ạ. À, và tiếp theo là hình 20. 20 này thì có tất cả cũng là 4 5 cây gì đó đấy ạ. À, cái lô quế này thì em cũng bán 200.000 ạ. À, rất là đẹp luôn đúng không ạ? 200.000 cho lô quế này. Đấy, rất là đẹp. Tiếp theo là cái hình số hình số 21. Hình số 21 cả cái lô quế này. Đây. Cả cái lô quế này để cô chú anh chị làm giống siêu tầm. Và cái lô quế này thì em xin phép được bán với giá cũng 200.000 đây. 200.000 cho cái lô quế này nhá. Cái dề này quế mẹ con cũng khá là xinh này. Chỗ này là riêng là một mẹ hai con luôn này cô chú anh chị này. Đó, nhưng mà nó có phần là hơi nhỏ thôi. Đấy, cái lô quế này em bán là 200 nhá. Tiếp theo là cái hình số 22 đây ạ. Hình 22 đây. Hình 22 cũng là những cây quế xếp rụt này. Những cây quế xếp rụt ở đây khá là nhiều cây, bao nhiêu cây nhỉ? 11 cây luôn ý ạ. 11 cây cô chú anh chị nhá. Với hình này em cũng bán là 220.000. Có những cây kia xếp rụt rất là xinh vì làm giống. Tiếp theo là cái hình số 23. Hình 23 là một lô bao nhiêu cây đây? Một lô có đến 17 cây quế. 17 cây quế ở đây. Em bán cái hình này, hình này với giá là lộn xộn này 200.000. 24 ạ. 24 250.000 cho một cái rề xoắn này. Và 2 năm một cái rề xoắn rất là khủng và đẹp luôn, nguyên một cái rề như vậy này. Cô chú anh chị này, một cái rề này. Cái rề xoắn này em bán với giá là 550.000 nhá. Và tiếp theo là hình 26. Cái rề xoắn 26 này này. Cô chú anh chị nhìn hoa của nó rất là xinh luôn này ạ. Cánh cong bay xoắn rất là tuyệt vời luôn này. Rất là đẹp luôn. Hình này em bán với giá là 500.000, một cái dề này thân to mập nú luôn. Và tiếp theo là cái hình số hình này. Hình này là hình 27, hình 27 này em bán với giá là 450.000 cho cái dề xoắn này này. Thân ngắn rất là đều. Thân ngắn rất là đều và bông hoa cánh cong veo xoắn tít rất là xinh luôn cô chú anh chị ạ. Và sau bên này đây sẽ là những cái giò trầm rồng đỏ nhá, hoa thơm nức luôn ạ. Hoa thơm nức luôn và chủ yếu dòng trầm rồng đỏ này thì cô chú anh chị biết rồi là nó nở hoa vào đúng thời điểm Tết đấy cô chú anh chị. Cánh bay và hôm nay thì bị gãy rụng ra một cái bông hoa, em để vào trong nhà một bông thôi mà hít hà rất là thơm luôn. Nè cô chú anh chị này, rất là thơm. Cái một cái chậu như vậy để cô chú anh chị về thưởng thức hoa này, có cả còn có cả nụ này cô chú anh chị này. Hoa này cũng rất là bền luôn đấy ạ. Thì một cái chậu ở đây em gọi là chậu số 28 nhá. Em bán với giá chỉ có 130 thôi cô chú anh chị ạ. 130 trong cái chậu trầm rồng đỏ này. Cô chú anh chị về ngắm hoa rồi lại còn được một cái chậu giống tuyệt vời. Giá quá là yêu thương luôn đúng không ạ? Đến mùa tới này cô chú anh chị sẽ có một cái giò lan gọi là thưởng thức một cái mùa hoa trọn vẹn tuyệt vời nhất của nó ấy cô chú anh chị. Là cô chú anh chị không phải lăn tăn với chuyện là không phải lo thiệt khi mà cô chú anh chị mua những cái cây trầm này đâu ạ. Về cô chú anh chị ngoài cái mầm gốc ra, cô chú anh chị còn nhân được rất là nhiều giống từ cái thân già của nó nữa cô chú anh chị nhá. Đó, và cái chậu tiếp theo này em bán cũng với giá chỉ có 130 thôi cô chú anh chị, 130 thôi ạ. Cho cái chậu này là chậu số 29. Chậu tiếp theo sẽ là chậu 30 này. Chậu 30 có hai thân đang nụ và một thân nở hoa to đùng đoàng luôn như thế này. Và cái chậu này em xin phép được bán với giá 140. Tiếp theo chậu 31. Đó, mỗi một chậu trầm rồng đỏ hoa quá là tuyệt vời như vậy. Vừa là cây giống, vừa thưởng hoa mà giá của nó chỉ có 120, 130. Quá là yêu thương luôn đúng không ạ? Mỗi chậu này rất là sum xuê luôn. Làm cây giống thì tuyệt vời này cô chú anh chị này. Chậu này em bán 140. Và tiếp theo mỗi chậu này cũng rất là nhiều thân, nhiều mầm. Đấy, một số nụ vẫn còn đang có và một số bông thì đã nở hoa. Ủa, rất là nhiều luôn. Mầm gốc đang lên cô chú anh chị ạ. Ki này, cả ki nữa này cô chú anh chị này. Đó, không chỉ thưởng hoa mà mình có thể lấy về làm giống đúng không ạ? Cái chậu cây giống như vậy quá là rẻ luôn. Một cái chậu này em bán với giá là cũng là 130 nhá cô chú anh chị nhá. Chậu này cũng là 130 thôi ạ. Là chậu này chậu 32. Chậu tiếp theo sẽ là chậu 33. Chậu này cũng đang nụ này, rất là nhiều mầm này. Đó, đang cụp xòe chuẩn bị nở. Chậu này em bán 120 thôi. Chậu tiếp theo chậu 34. Chậu 34 ở đây cũng là hai thân hoa rất là đẹp luôn ạ. Đây cô chú anh chị này. Chậu này em bán với giá 130 và chậu tiếp theo chậu 35 em cũng bán với giá là 130 nhá. Chậu 36 140, chậu này là ba thân rất là đẹp. Đấy, ba thân rất là đẹp luôn. Và chậu tiếp theo là chậu 37 này, 37. Thì chậu này là hai thân đang chuẩn bị nụ hoa này. Chậu này em bán là 130, chậu 38. Chậu 38 này có tất cả là ba thân ạ. Ba thân như vậy này cô chú anh chị này, em bán 140. Chậu 39 cũng với giá là 130. Thơm lắm cô chú anh chị ạ.
trầm thì cực kỳ là thơm luôn. Và bên này đây sẽ là chậu 40, là những cái chậu kiếm tiên vũ. Những cái chậu kiếm tiên vũ rất là khủng luôn. Và dòng kiếm thì cô chú anh chị biết rồi, mình không chỉ chơi hoa đẹp mà còn ngắm lá, làm tiểu cảnh quanh năm đúng không ạ? Ngắm lá tiểu cảnh quanh năm, cái sân nhà của cô chú anh chị đẹp đẽ như vậy. Để trên một cái đôn là một cái chậu kiếm và ngắm xanh lá quanh năm, và đặc biệt đến mùa hoa mà khi mà nó sổ hoa rủ xuống thì tạo cái cảnh rất là tuyệt vời luôn đúng không ạ? Với chậu kiếm thiên vũ lá láng tít và lùn côn lùn đẹp như thế này. Cái chậu này em xin phép chỉ bán có 200.000 thôi, rất là khủng luôn cô chú anh chị, nhìn xem bao nhiêu tép ạ. Và tiếp theo là cái chậu số 41. Cái chậu này cũng rất là khủng này cô chú anh chị này, cũng đang chuẩn bị đến mùa hoa của nó rồi. Đấy, cái chậu này thì em bán với giá 220, quá là khủng luôn ạ. Quá là khủng luôn cô chú anh chị này. Có vài cái lá già, có một cái giả hành già ấy, có một cái tép già em chưa cắt đi cô chú anh chị, nên là nhìn nó hơi có những cái lá vàng ạ. Và tiếp theo là chậu số 42. Côn lùn này. Côn lùn rất là đẹp, ở đây em bán 200.000. Và chậu 43 cũng 200.000 này. 200.000 khủng bố luôn ạ. Và chậu 44 này 180.000 thôi ạ. 44 180 thôi cô chú anh chị nhá. Chậu này cũng có một cái thân dài em chưa cắt đi nhá. Đó, chậu 45 em bán với giá cũng 200.000. Và 46 sẽ là trầm cổ. Dòng trầm cổ. Dòng trầm cổ, cô chú anh chị sở hữu cái dòng trầm cổ này thì ngắm lá là ngắm thân lá, một cái dòng gọi là đẹp từ cái thân lá đến mặt bông. Dòng này thì trước đây một cái thân như thế này không rơi dưới 300.000 cô chú anh chị ạ. Thân của nó xoắn đỏ rất là đặc biệt luôn, và đặc biệt là khi mà nó sổ hoa ấy, sắc siêu tím đậm luôn cô chú anh chị nhá, sắc siêu tím đậm luôn ạ. Chuẩn mặt bông cây giống thân trầm rồng đỏ, à trầm cổ mà nhà vườn người ta đã giữ giống rất là lâu nay rồi. Đấy, em xin phép được giới thiệu đến cô chú anh chị chậu trầm cổ này. Mầm tuyệt vời, chậu này 4 thân. Đó, đang nụ đều tăm tắp luôn. Và chậu này em bán với giá chỉ có 240. 240 cô chú anh chị sở hữu ngay một chậu cây giống, về được mầm, chơi hoa và được nhân ki rất là nhiều nữa. Đó, có 240 cô chú anh chị ạ. Đấy, mua quá hời đúng không ạ? Cái chậu tiếp theo là chậu số 47. Chậu này cũng là 3 thân nụ vô cùng là đều như thế này, thưởng hoa một mùa hoa tuyệt vời nhất này. Đấy, ngắm ngắm nụ của nó đến khi thưởng hoa luôn. Cái chậu này 3 thân như vậy em cũng bán 240. Và chậu tiếp theo, chậu 48 2 thân, nụ đều tăm tắp như thế này. Và cái chậu này em bán 180 cô chú anh chị nhá, sở hữu ngay một chậu trầm cổ rồi. Đấy, hoa đỏ thắm luôn đấy, cái dòng này hoa rất là đỏ đậm nhá. Chậu này cũng là chậu 3 thân này, mầm gốc đang lên đẹp này. 3 thân đẹp xuất sắc như vậy em bán 230.000. Và tiếp theo là chậu số 50, chậu này là 1 thân 2 mầm gốc này. Đấy, cao khoảng tầm gần 1 mét rồi. Chậu này em bán với giá là 120.000, à 110.000. 110.000 đúng rồi. Cái chậu tiếp theo là chậu 4 thân, nó ngắn ngắn khoảng tầm 45-50 cm đổ lại. Và mầm gốc thì tuyệt vời luôn ạ. Mầm gốc tuyệt vời luôn. Cái chậu này em bán với giá là 220.000. Và tiếp theo chậu 52. Cũng 3 thân đang nụ đều tăm tắp như này, em bán chậu này với giá 230. Chậu 53 dài khoảng tầm 1 mét, thân to đùng hơn cái ngón tay cái. Em bán 110. Và chậu tiếp theo, chậu 51 cũng là chậu 4 thân. 4 thân này. 4 thân đang mầm rất là đẹp luôn ạ. 4 thân đang mềm mầm xuất sắc luôn như thế này. Em bán chậu này với giá 280 nhé cô chú anh chị nhá. Và tiếp theo chậu 55. 2 thân ạ. Thân đây như cô chú anh chị nhìn thấy ạ. Thân đỏ xoắn đỏ rất là đẹp như thế này đúng không ạ? Và chậu này thì em xin phép được bán với giá là 180 này. Và tiếp theo là chậu số 23, chậu này cũng là 4 thân ngắn khoảng tầm 50 cm, hơn 55 cm đổ lại thôi, em bán 230. Chậu tiếp theo chậu 57 này. Chậu 57 này cũng là chậu 3 thân này ạ, và mầm cũng rất là xinh luôn. Chậu này em bán với giá cũng 230 nhá. Sở hữu ngay một cái chậu trầm cổ quá là tuyệt vời. Chậu tiếp theo là 58. 58 đây là một cái chậu hoàng phi hạc đang nụ này, em bán chậu này 170. Và 59. 59 là một mẹ con cáo xếp rụt. Quá là tuyệt vời luôn cô chú anh chị này, 2 4 6 8 9 cặp lá. 9 cặp lá và cây này thì em nghĩ rằng là đấy ạ, một mẹ đẻ ra một cây con khá là lớn, ngoài ra thêm hai cây nhỏ đang lên này nữa. Đó, cô chú anh chị về chăm có phải sớm có một cái tác phẩm tuyệt vời không ạ? Rụt rịt như vậy nhá. Và cây mẹ con cáo này thì em xin phép được bán với giá là 250.000 và không hề bỏ lá chân luôn, xếp rụt không thể nào rụt hơn được nữa này cô chú anh chị này.
lá xếp xin xít như thế này luôn, 250 cho cây cây 59 nhé. Tiếp theo 250.000 cho hình 59 ạ. Và tiếp theo sẽ là cái hình số 60. Hình 60 này là có 6 cây cáo, cũng khá là trưởng thành rồi, được thưởng thức hoa rồi ạ. Em bán 130. Và tiếp theo hình 61. 61 đây. 61 này là có 4 cây cáo rất là đều. 4 cây cáo này em bán 150.000. Và hình số 62 cũng là một cặp đôi cáo mẹ con cô chú anh chị ạ. Đây ạ, cặp đôi cáo mẹ con 2 4 5 6 7. 7 cặp lá. Vừa rồi cái cây một cái cây cáo này, cái cần hoa của nó rất là dài như thế này ạ. Đó, và cái cặp mẹ con cáo này thì em xin phép được bán với giá là 150 nhá. 150 quá là tuyệt vời luôn đúng không ạ? Cái hình 62 và hình 63. Đây là 13 cây cáo ạ, một lô 13 cây cáo vừa vừa xinh xinh. Em bán là 160.000 cho lô cáo này. Sang bên này thì em có vỏ thông nhá. Vỏ thông em có size 12 và vỏ thông vụn ạ. Đồng giá 20.000 trong kg và rất là nhiều những cái chế phẩm dành cho hoa lan ở đây này. Hùng Nguyễn 25.000 cho một lọ và 50.000 cho một cái cặp đôi nhá. Và Duy Xanh 50.000 cho một ống ạ. Duy Đỏ 60.000, Duy Xanh 50.000, Atonic là 10.000 cho một gói, dưỡng chất AB 85.000 cho một lọ. Và Atonic là 10.000 cho một gói, B1 Thái 40.000, B12 giải độc cho cây với giá là 30.000. Và cái siêu da rễ N3M 30.000 cho một lọ, 3 loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát với giá 30.000 cho một lọ, 3 loại phân bón lá đồng giá là 35.000 cho một lọ nhé. Tiền da Mỹ Tiến là 40.000, tiền da sẹo đen sẽ là 50.000. Super thai hormone tăng trưởng ạ, với giá là 50.000 cho một lọ. Và cái thuốc đặc trị côn trùng 70.000 cho một lọ này. Cái sản phẩm đây là kích mầm, cái mút hữu cơ kích mầm này 70.000 cho một gói. Phân bón dạng túi lọc với giá 35.000 cho một hộp với 20 túi lọc bên trong. Và kim kim bôm đặc trị thối nhũn 25.000 cho một gói này. Chi châu đề ma phân bón vi sinh kháng nấm ạ. Phân bón vi sinh kháng nấm nhá. Một túi như vậy là 1 kg, em bán với giá là 50.000 ạ. Và một cái hộp như vậy này, một cái dòng khác cũng là chi châu đề ma, một hộp như vậy là 1 kg, em bán là 130. Cô chú anh chị lấy loại nào cứ báo em nhé. Và cây dược lan với chiều dài là 100m, rau cắt kèm theo cực kỳ là tiện dụng luôn ạ. Với giá là em bán 35.000 cho một cuộn dây như vậy. Phân bón chuồn quế nguyên chất dòng cao cấp 35.000 cho một túi này. Phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh được làm từ dịch chuối, phân trâu và đỗ tương, ủ men vi sinh, ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng rồi. Sản phẩm như vậy em bán với giá 35.000. Và cô chú anh chị có thể tìm hiểu giá của dòng phân trâu trên thị trường. Phân trâu ở trên thị trường người ta bán hiện tại ấy, thì em thấy người ta bán khoảng tầm 60.000 cho một túi 1 kg, là phân trâu chỉ qua xử lý thôi nhá. Thế còn cái sản phẩm của bên em không chỉ có phân trâu mà còn có thêm là cái dưỡng chất là đỗ tương và có cả dịch chuối. Thì cô chú anh chị biết rằng là người ta đã bỏ ra rất là nhiều công sức để tạo ra một cái sản phẩm phân bón dinh dưỡng như vậy, để gọi là cung cấp cái giá trị dinh dưỡng một cách tối đa tuyệt vời nhất cho cây trồng đấy ạ. Mà giá chỉ có 35.000 thì cô chú anh chị thấy là cái giá của nó quá là yêu thương so với cái chất lượng tuyệt vời của nó không ạ. Và ở đây thì sở dĩ được cái giá như vậy thì không, hàng này không qua tay cô chú anh chị nhá, mua tại xưởng luôn không qua tay, nên là được cái giá rất là mềm để cô chú anh chị có thể sở hữu một gói phân bón rất là chất lượng mà cực kỳ là rẻ như vậy này. Và bên này đây sẽ là sản phẩm tinh dầu hồi. Tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng ạ. Em bán nào với giá là 40.000 cho một lọ, có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt nhá. Nó có rất là nhiều những tác dụng dược liệu tuyệt vời và hoàn toàn từ tự nhiên nên là rất là lành tính luôn. Ở đây là từ cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng nhá. Ở cái thời tiết của vùng Cao Bằng cũng như Lạng Sơn thì cô chú anh chị biết rồi đấy ạ. Hai cái tỉnh này thì được cái thời tiết thiên nhiên ban tặng cho một cái khí hậu gọi là tuyệt vời để mà trồng được những cây hồi mà cho những cái bông hoa hồi mà rất là nhiều những cái tác dụng. Người ta có thể sử dụng những cái cánh hoa hồi cho vào món ăn, tạo hương vị, cũng như là nó rất là tốt với cả sức khỏe đấy ạ. Đó, một lọ như vậy là 40.000 cô chú anh chị này. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có, và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi ạ.